xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một số biện pháp phòng cháy chữa cháy trong tòa nhà cũng như các phương án thoát nạn trong các trường hợp khẩn cấp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho tính mạng và tài sản của quý cư dân. Lửa xuất phát từ quá trình phản ứng tiếp xúc giữa ba yếu tố nhiệt, nhiên liệu và oxy. Muốn dập tắt được lửa thì chúng ta phải làm giảm hoặc cách ly một trong ba yếu tố gây nên. Thông thường cháy trong căn hộ thường xảy ra tại khu vực bếp. Vì vậy, tại khu vực nấu nướng, quý cư dân vui lòng lưu ý các điểm sau. Tắt bếp và các thiết bị nấu bếp sau khi không sử dụng, hoặc ngay cả khi quý cư dân chỉ rời bếp trong chốc lát. Cất gọn các đồ vật dễ bắt lửa như khăn rẻ lau hay vỏ hộp đồ ăn cũng là cách để ngăn chặn các đám cháy tiềm tàng. Cần tránh sao lãng khi đang chiên rán với lượng dầu mỡ sâu. Khi dầu bắt đầu sôi, hạ thấp nhiệt độ của bếp. Đặc biệt, không bao giờ được sử dụng nước để dập tắt một đám cháy từ dầu ăn. Nếu dầu bắt lửa, hãy tắt bếp, đeo găng tay cách nhiệt và cẩn thận đậy nắp chảo để dập lửa. Một điều nữa là không để trẻ nhỏ một mình trong khu vực bếp. Trẻ em rất tò mò với các vật như diêm, bật lửa, vì vậy quý cư dân cần gắt gọn những vật này ra khỏi tầm với cũng như khỏi tầm nhìn của trẻ nhỏ. Một nguyên nhân nữa thường dẫn đến hỏa hoạn trong căn hộ đó là do chập cháy điện. Quý cư dân có thể ngăn ngừa các đám cháy này bằng cách sử dụng các thiết bị điện đúng cách. Hãy đảm bảo rằng quý cư dân không dùng quá tải các thiết bị điện trong căn hộ bằng cách đọc hướng dẫn sử dụng của từng loại thiết bị. Quý cư dân nên bố trí nhóm các dây ổ cắm tiếp nối ngăn nắp để tránh các rủi ro có thể xảy ra. Khi sử dụng bất kỳ dấu hiệu bất thường nào của thiết bị điện như đèn nhấp nháy, tiếng nổ lách tách hay có mùi bất thường, quý cư dân cần lập tức tắt các thiết bị và liên hệ bộ phận vận hành và bảo dưỡng của tòa nhà để được sửa chữa và thay thế. Hút thuốc cũng là nguyên nhân gây rủi ro về hỏa hoạn. Để đảm bảo an toàn, quý cư dân cần lưu ý các điểm sau. Không được hút thuốc trên giường. Các vụ cháy thường xảy ra khi điếu thuốc vẫn còn chưa được dập tắt hoàn toàn. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng quý cư dân đã dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn và đổ tàn thuốc thường xuyên. Quý cư dân có thể dễ dàng ngăn chặn những nguy cơ hỏa hoạn bằng những hành động đơn giản nhất. Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về các phương tiện phòng cháy chữa cháy được trang bị trong tòa nhà như thế nào nhé. Hệ thống phòng cháy chữa cháy của chung cư Kenam Place Landmark bao gồm cửa ra vào và cửa thoát hiểm chống cháy, đầu báo khói, đầu báo nhiệt, loa PA được lắp đặt bên trong căn hộ và hành lang chung của mỗi tầng, nút nhấn báo cháy, bình chữa cháy xách tay, cuộn vòi cứu hỏa được lắp đặt ở vách tường thuộc hành lang chung của mỗi tầng. Sơ đồ thoát hiểm, thang máy và cầu thang bộ thoát hiểm được bố trí bên ngoài hành lang chung của mỗi tầng. Phòng sơ tán nằm giữa tầng 22 và 23 của hai tháp A và B. Bình cứu hỏa xe đẩy và hệ thống cửa ngăn khói tự động được trang bị tại tầng hầm. Kính thưa quý vị, khi phát hiện ra đám cháy, quý vị cần phải làm gì? Đầu tiên, quý vị cần bình tĩnh và thông báo chính xác vị trí đám cháy tới số điện thoại của Ban Quản lý Tòa nhà theo số 04-222-55854. Nếu có thể khống chế được ngọn lửa, quý vị hãy sử dụng các thiết bị chữa cháy trong tủ chữa cháy vách tường tại căn hộ hành lang tầng và cần phân biệt các loại đám cháy để có thể sử dụng các phương tiện chữa cháy trong tòa nhà đúng cách và hiệu quả. Có 3 loại cháy chính. Cháy loại A, cháy từ các vật liệu như gỗ, giấy, khăn, vải và các chất dễ cháy khác. Trường hợp này có thể dập tắt đám cháy bằng vòi nước chữa cháy, bình bột chữa cháy, khăn chữa cháy. Cháy loại B, cháy liên quan đến các chất lỏng dễ cháy như xăng, dầu, sơn và các dung môi khác. Trường hợp này có thể dập tắt đám cháy bằng bình bột chữa cháy, khăn chống cháy. Lưu ý không được sử dụng nước để chữa cháy trong trường hợp này. Cháy liên quan đến các thiết bị điện như máy, công tắc. Trường hợp này có thể dập tắt đám cháy bằng bình bột chữa cháy, chăn chữa cháy, với điều kiện không được tiếp xúc vật lý với nguồn điện. Lưu ý không được sử dụng nước để chữa cháy trường hợp này. Nếu không dập được lửa, quý vị hãy đóng cửa phòng bị cháy và di chuyển khỏi nơi xảy ra cháy. Khói cũng có thể gây nguy hiểm cho chính lửa. Khi khói lan tới cầu thang, nó sẽ bốc lên rất nhanh rồi từ từ tràn xuống dưới các tầng. Ngoài ra, khi khói lan tỏa theo chiều ngang và nó sẽ lan tỏa nhanh và thường tập trung ở trần nhà. Nếu con người hít nhiều khói sẽ làm giảm khả năng suy đoán, bị chóng mặt buồn nôn và trong trường hợp nghiêm trọng có thể khiến cơ thể bị thiếu oxy và bị ngộ độc dẫn tới tử vong.
Khi quý cư dân phát hiện thấy khói, đóng cửa chính và cửa sổ phòng lại trước khi thoát ra để ngăn khói, ngăn ngọn lửa cũng như ngăn chặn khí nuôi ngọn lửa. Nếu khói dày đặc, cúi người thấp đến mức có thể khi thoát ra, tuy nhiên không được để tay và đầu gối chạm sàn, dùng khăn ướt bịt mũi và miệng. Khi không xác định được phương hướng thì men theo bờ tường để tìm cửa ra. Các bước sơ tán ra khỏi tòa nhà. Khi hệ thống loa PA của tòa nhà thông báo yêu cầu sơ tán, quý vị phải nhanh chóng di chuyển tới cầu thang thoát hiểm gần nhất để thoát hiểm và tập trung tại địa điểm thông thoáng. Tìm các lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn hoặc nghe thông báo qua hệ thống truyền thanh. Lưu ý hãy sử dụng lối thoát hiểm và cầu thang bộ theo đèn có chữ exit, lối ra để thoát nạn. Tuyệt đối không dùng thang máy sử dụng hàng ngày vì khi xảy ra hỏa hoạn có thể nguồn điện bị ngắt, quý vị sẽ kẹt trong đó. Nhanh chóng thoát hiểm, không dọn đồ, không tò mò tìm hiểu đám cháy. Trên đường đi, báo cho những người ở các phòng lân cận biết đang có cháy xảy ra, hãy đi cùng nhau nếu có thể. Nếu phải băng qua lửa thì hãy dùng chăn, áo thấm nước ướt trùm lên người. Nếu phải mở cửa hãy kiểm tra nhiệt độ trước khi mở. Nếu nhiệt độ quá cao tuyệt đối không được mở cửa. Khi mở cửa tránh sang một bên để phòng lửa tạt. Trước khi mở cửa hãy đặt mu bàn tay lên cánh cửa để thử, không dùng lòng bàn tay. Vì lòng bàn tay bị bỏng sẽ cản trở việc thoát nạn của quý vị khi bạn bò hay xuống thang cứu hỏa. Nếu cửa mát và không nhìn thấy khói quanh cửa, có thể mở cửa rất chậm và cẩn thận. Khi mở cửa, nếu thấy lửa bùng lên hay có khói tràn vào phòng, hãy đóng cửa thật nhanh và đảm bảo chắc chắn cửa đã được đóng chặt. Nếu không có khói hay lửa khi mở cửa, hãy tiến thẳng đến cửa thoát hiểm. Chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến quý vị các phương án thoát nạn nếu như bị kẹt ở trong tòa nhà. Kính thưa quý vị, nếu bị kẹt bên trong tòa nhà vì khói và hỏa hoạn, quý vị cần phải làm gì? Trước tiên, quý vị cần bình tĩnh và tiến hành các bước sau. Trước tiên, quý vị cần bình tĩnh và tiến hành các bước sau. Tập hợp mọi người vào một phòng nếu có thể. Kiểm tra cửa phòng xem có lửa hay khói vào phòng qua các khe trên cửa hay không. Nếu có, không được mở cửa và dùng vải, giấy ướt chặn để ngăn khói. Nếu không tìm thấy lối ra cửa chính, hãy di chuyển ra ban công hoặc mở cửa sổ. Hãy gọi to, dùng khăn hoặc áo sáng màu để ra hiệu gây chú ý. Gọi điện thoại cho 113, 114, 115, hai người thân để thông báo vị trí bạn đang bị mắc kẹt. Hãy quan sát kỹ để tìm kiếm phương tiện. Đôi khi tấm rèm cửa, cuộn dây cứu hỏa, quần áo buộc lại cũng có thể là phương tiện giúp bạn thoát nạn. Lưu ý, tuyệt đối không tự ý nhảy từ trên cao xuống. Nếu quần áo trên người bị cháy, không được chạy vòng quanh. Nếu quý vị chạy, ngọn lửa sẽ càng cháy nhanh hơn. Hãy nằm xuống, lăn vòng quanh. Việc này giúp lửa khó lan ra và tắt dần, và giảm tác động của lửa lên đầu và mặt bạn vì lửa cháy từ dưới lên trên. Trùm lên ngọn lửa bằng áo khoác hay chăn để chặn nguồn oxy cho ngọn lửa. Nếu quý vị hoặc người xung quanh bị bỏng, lập tức ngâm ngay vào nước lạnh sạch, nhưng không được dùng nước đá vì nước lạnh là giải pháp tối ưu cho tất cả các trường hợp bị bỏng nặng hay nhẹ. Nó có tác dụng làm sạch, mát những hóa chất dính trên vết bỏng, giảm đau, giảm nguy cơ gây sốc cho bệnh nhân. Những trường hợp bỏng nặng thì ngay lập tức cởi bỏ quần áo, đồ trang sức dính những chất này. Dùng bàn chải hay chổi lông chà nhẹ cho hết, sau đó xả nước lạnh, rồi bọc vùng bị bỏng bằng vải khô, nhưng tránh không buộc chặt. Trên đây là thông tin về các quy trình thoát nạn khi tòa nhà gặp tình huống khẩn cấp. Rất mong quý vị nắm rõ để đảm bảo an toàn cho mình và những người xung quanh. Chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ và phục vụ quý cư dân. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.